anh lại tiếp tục đồng hành với anh trong chương trình tiếng Anh lớp 12 và Unit 2 Urbanization của chúng ta sẽ tiếp tục với môn điểm ngữ pháp rất là quan trọng trong phần thi đại học đây, chính là subjunctive. Và khi mà nhắc đến subjunctive nghĩa là thể giả định đúng không nào, thì chúng ta phải hiểu cho cô nó có những cái thể giả định ở hiện tại và thể giả định ở quá khứ cũng như là quá khứ hoàn thành nữa. Tuy nhiên ở đây các em hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào những cái thể giả định đi với mệnh đề that clause. That clause thì nó lại thường là cái trường hợp đầu tiên mà cô kể, chính là cái thể giả định ở hiện tại. Ok, thì hôm nay nhiệm vụ chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn cho chúng ta một chút rồi. Và bây giờ những cái thể giả định với mệnh đề có that này sau một số các cái động từ hoặc một số các cái cụm từ đấy, thì chúng ta hãy đến với phần đầu tiên nhé, đó là tại sao lại có cái thể giả định này, thể giả định để làm gì nhỉ? Ở đây các em sẽ thấy là nó thể hiện cái lời khuyên, cái mệnh lệnh, cái lời yêu cầu hay là một cái lời gợi ý nào đấy. Ok, và nó thể hiện được cái ý ở đây mà cô muốn nhấn mạnh đó chính là about things that need to be done, nó cần được làm nhé. Cái việc gì đấy mà khi chúng ta muốn nhấn mạnh cái tính cần thiết của nó thì chúng ta sẽ dùng cái thể giả định ở thể hiện tại này. Vậy thì nó sẽ, các em sẽ hiểu là cái động từ hay là những cái cụm từ tính từ đi với cái thể này nó sẽ cùng một cái nét nghĩa khá là giống nhau ở cái điểm đấy nhé. Tiếp tục, nó được sử dụng trong cái nội dung ở đây phải là formal, đó là thường trang trọng một chút, đặc biệt là trong văn nó văn viết, hoặc là trong văn nó thì nó là những cái cuộc tranh luận mà nó mang tính là trang trọng, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo nhé. Hãy cùng cô nhìn lại một chút. Còn nhớ không, trong bài vocab của cô đã dạy ở phần đầu của chúng ta, thì chúng ta đã có, cô đã nhấn mạnh cho các em một số các cái câu mà chắc chắn rồi phần này cô phải làm lại. Đó chính là những câu giả định đi với that. Ở đây chúng ta có trong đoạn hội thoại, it is recommended that the presentation be no more than 50 minutes. Tiếp tục nhé. I suggest that we focus on its disadvantages or advantages or disadvantages. But our geography teacher also advised that we talk about issues. Okay? Okay, và bây giờ chúng ta đã để cho cô những cái phần mà cô in đậm rồi. Thì lại tiếp tục với một số cấu trúc nữa là it's important that we talk about how developed countries have solved the urbanization problems and propose some solutions to those in Vietnam. It is really necessary that we include new information in the country in the conclusion. Ok, và chúng ta đã để cho cô nhé. Các em có thấy là có những cái dạng khác nhau ở đây đúng không? Và bây giờ cô sẽ chia cho các em những cái trường hợp mà chúng ta hay gặp để các em dễ phân loại hơn. Đầu tiên đó là những cái động từ, các cái động từ hay dùng với thể này. Những động từ đấy nó thường phải cùng một cái nét nghĩa, đó là gì nhỉ? Thể hiện cái tính cần thiết đúng không nào? Và ở đây chúng ta có động từ là advise, require, demand, ask, comment và rất là nhiều các cái động từ cô đã liệt kể đây. Thì hãy cố gắng là ghi chép lại những cái động từ này nhé. Cùng cô quay trở lại ví dụ nào. Ở đây anh còn nhớ bạn Nam nói như thế nào không? I suggest that we focus on its advantages and disadvantages. Như vậy là dùng động từ suggest, động từ suggest ở đây. Và nhớ cho cô nhé. Như vậy thì sau cái that và ở đây chắc chắn nó phải là một động từ nguyên mẫu. Còn nhớ không, động từ ở thể gốc của nó, động từ nguyên mẫu. Tiếp tục, our geography teacher also advised that we talk. Vậy thì nhớ cho cô nhé, đó phải là động từ nguyên mẫu. Như vậy thì các em còn nhớ không, cái động từ ở trước dù nó là chia thì gì, ở đằng sau nó cũng không hề lùi thì chút nào, nó chắc chắn phải là nguyên mẫu bởi vì nó đang sử dụng thể giả định ở hiện tại đúng không nào. Nhớ nhá, dù là suggest hay là advise ở đây có chia là quá khứ đi nữa thì phần sau nó vẫn phải là động từ nguyên mẫu, không tu. Ok, bây giờ hãy đến với thể thứ hai cũng hay gặp. Trường hợp này thì chúng ta gặp với các cái tính từ, nó cũng phải mang cái nét nghĩa là cần thiết đúng không? Ví dụ essential, obligatory, imperative, necessary. Ok, thì những cái tính từ này đều rất là hay gặp, các em cố gắng thích nó lại nhé. Trường hợp tiếp theo đó là cái cấu trúc như thế nào nhỉ? It cộng với be cộng với PP. Vậy thì ở đây các cái PP hay gặp
nó cũng là xuất phát từ cái các em có thể hoàn toàn suy luận được từ các cái động từ ở bảng trước. Thì chúng ta có aspire, require, suggest, propose, recommend và rất là nhiều các cái động từ khác nữa, đúng không nào? Vậy thì ví dụ như câu này, chúng ta thay vì nói là I suggest that, có thể là có một cấu trúc bị động, ví dụ là it is suggested that. Đấy, đấy là cái cách mà người ta dùng, hoặc là đây là it is advised that. Ok, thì cái này, trường hợp này nó về cái mặt động từ ấy, nó vẫn là khá là giống với cái verb ở bên kia. Thì chỉ cần nhớ là thay vì dùng chủ ngữ cộng verb thì chúng ta đổi thành là it cộng be cộng pp. Và trường hợp cuối cùng đó là cộng với một số các cái cách nói, ví dụ như là a good idea hoặc là a bad idea, hoặc là demand, các cái danh từ này thì có thể không hẳn là phải là cấu trúc it is cộng với it is a good idea, mà thỉnh thoảng nhá, nó chỉ cần xuất hiện các cái danh từ đấy, mà phải quay lại cái bản chất của giả định này, cái bản chất của nó là gì, thể hiện cái việc đấy cần được làm. Thì khi mà có xuất hiện những cái danh từ đấy trong câu ở phần trước, thì phần sau that người ta vẫn có thể là dùng cái thể giả định này để nhấn mạnh cái tính cần thiết đấy. Ok, vậy thì chúng ta có thể phân tích nhé, bạn Nam có thể nói như thế nào? It's important that we talk about. Vậy thì nhớ nhá, important that, và sau đấy là nguyên mẫu không tu. It is really necessary that we include. Ok, và it is recommended that the presentation be no more than 15 minutes. Vậy thì cô đã nhấn mạnh cho các em này. It is recommended, cái cấu trúc thứ hai của chúng ta đây. Và đây là be phải là nguyên mẫu, đúng không nào? Ok, đối với hai cái lưu ý mà cô muốn nhấn mạnh ở đây. Đầu tiên là các em có thể thấy là cái thể giả định này nó có thể sử dụng trong cái thể phủ định của nó. Thì khi mà đưa về thể phủ định, các em nhớ nhá, chúng ta chỉ cần thêm not ở đằng trước cái động từ nguyên mẫu của chúng ta thôi. Vậy thì rất là đơn giản, chúng ta nói là the boss insisted that Sam not be at the meeting. Vậy thì chỉ cần thêm not ở đằng trước. Hoặc ví dụ như những câu này, ví dụ như là chúng ta nói là it is recommended that the presentation not be, hoặc là it is really necessary that we not include chẳng hạn. Tức là chúng ta chỉ cần thêm not vào trước động từ mà thôi. Tiếp tục nhé, nó có thể là thể tiết diễn. Vậy thì khi mà ở thể tiết diễn, các em chỉ cần là đưa về thể tiết diễn linh hồn của nó là gì nhỉ? Be verbing. Và ở đây động từ của chúng ta phải chia ở nguyên mẫu, vậy thì chính là be verbing ở đây rồi. It is important that you be standing there when he gets off the plane. Đấy, thì chúng ta có be verbing ở đây. Và tương tự với passive voice, thì khi mà đi về thể bị động, các em nhớ cái linh hồn của nó, cô đã nhấn mạnh là gì? Be PP, đúng không nào? Vậy thì ở đây chắc chắn là cái be ở đây chúng ta phải chia ở nguyên mẫu, thì nó chính là be PP rồi. I suggest that you be admitted to the organization. Được chưa? Và bây giờ đối với ba cái thể này thì cố gắng mỗi cái trường hợp các em tự lấy cho mình cái ví dụ, các em mới hiểu được cái từ của nó rõ hơn, đúng không? Và trường hợp thứ hai mà cô cũng nhấn mạnh đó là thỉnh thoảng một số câu thì các em sẽ thấy xuất hiện từ should. Như vậy thì từ should này có thể có hoặc không. Ví dụ các em có nói là the doctor recommended that she see a specialist about the problem. Hoặc các em có thể thêm should vào là that she should see a specialist about the problem. Đấy, thì cái sự khác nhau ở đây đó, cái động từ, cái quan trọng là cái động từ nó luôn luôn chia ở thể nguyên mẫu không tu rồi. Thì thêm should hay là không có should đều không ảnh hưởng đến cái động từ đấy, nhớ nhá. Và hoặc là ví dụ các em nói là it is necessary that he should find the books. Ok, bài hôm nay của chúng ta thì nó là một cái điểm khác, tôi nghĩ là khá là khó. Tuy nhiên khi các em cố gắng nắm được cái tinh thần của nó và làm bài tập, đúng không nào, thì các em nhớ là truy cập vào trang tiếng.com và làm bài tập đầy đủ nhé. Goodbye and see you on the next lesson.